Đây chiếc xe 265 nha mọi người. Đây 92, 265 là 92. Chủ xe này có kêu giá, nói với mình là kêu giá 500 nha mọi người. Anh em nào có nhu cầu nhảy thì alo cho mình nha. Đây là đời 92 nha mọi người. Thì có cái cabin thì ta đổi cabin thành cabin này của 93. Gà quá trời lỏng. Hồ về bỏ uống rồi trời. Ông không múc lên á. Múc lên cái cho nó nhả qua bên từ từ xuống mé đó. Trời. Thank you.
Đói nóng hiểm đó là chủ xe đó nha mọi người, kỳ giá xe là 500, và anh em ai có nhu cầu thì điện cho mình rồi mình nãy cho mọi người. Cái gạo quá bự luôn. Tài xế chạy mọi người, kiếm một người chạy trận hai, có cái lô này không mà đậu được mấy tháng trời. Bây giờ người ta không muốn làm nữa. Trời đất như đây giờ vô thì lúc hồi đó đó, giờ vô tới đây này.